Bữa đó là cô không biết cô có bầu. Bác sĩ báo cho chú mà cô không biết. Dạ. Bởi vì cái chỗ không biết thành ra mình không có dưỡng. Nếu cứu mẹ thì mất con, mà cứu con là mất mẹ. Dạ. Thì là chú đứng với cô như vậy đó, mấy tiếng đồng hồ mới. Dạ. Bác sĩ mới quyết định là lấy ra. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời nào, tỏ tình ta mến. Chị cho em hỏi ban quản lý chung cư đâu chị? Ủa trời ơi Lan hả? Anh nhìn không ra em luôn hả Biên? Ủa mà sao bữa nay mà tím rỉm vậy? Trời ơi, anh ơi em có lý do. Thôi rồi để chút đi, một chút mình sẽ bật mí nha nha. Thôi bây giờ mình chào khán giả cái này nha. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Đó, quay trở lại cái câu chuyện của khách mời. Em đố anh nè, màu tím thì nó mang cái ý nghĩa gì? Màu tím là màu thủy chung. Đúng. Màu tím là Đà Lạt. Đem lên Đà Lạt đó, nó có nguyên một cái quán cà phê màu tím rỉm ở Hồ Xuân Hương đó. Bây giờ vậy nè, đây là một nữ danh ca. Nữ danh ca được gắn liền với lại cái biệt danh. Nữ danh gì? Nữ hoàng sầu muộn. Cô Giao Linh. Cô Giao Linh, đúng không? Trời đó. Ơi hồi nãy em tập hát một bài của cô Giao Linh. Em hát bài gì vậy? Sầu tím thiệp hồng. Em hát lại đi. Từ lúc quen. Cô Giao Linh ơi. Tên anh không nghe em hát hả? Mình đây nè. Em biết nhạc của cô không? Em biết. Cô ơi. Dạ con chào cô, con chào chú. Dạ. Trời ơi. Con được em Ngọc Lan dẫn đến đây để mà đến thăm nhà của cô chú. Mà nó còn quá trời vui luôn. Lâu lắm rồi cô cháu mình mới gặp nhau. Dạ. Em mời vô, mời vô. Dạ con chào cô. Hôm nay con đến đây là mục đích của con là chính là để thăm hỏi sức khỏe của cô chú sau một khoảng thời gian quá dài. Thì con muốn biết là cái tình hình sức khỏe của cô và đặc biệt là sức khỏe của cô chú là như thế nào. Của cô thì đây 2 năm thì cô có bị tim mạch á, thì có đó. Rồi sau khi chữa đó, chú thì không có bệnh gì hết, chú không có bệnh, cho chú thể dục đều mỗi ngày thì không có bệnh gì hết. Nhưng mà thấy cô vậy thì chú đi khám, đi ra nó nghẹt 4 cái nghẹt luôn. 4 nghẹt mà nó lên tới 90% luôn. Ôi trời, là nguy hiểm lắm luôn chú. Cái thằng con đó nó bảo bà phải đi làm mới được. Thì bỏ vô 4 cái stent. 4 cái stent thì nó cũng ok. Cho tới giờ phút này thì rất là tốt. Là mấy năm rồi chú? Khoảng năm hơn rồi, chút xíu rồi chứ. Nhưng mà bây giờ là chú vẫn kiểm tra thường xuyên. Thì bác sĩ bảo là bây giờ là tình trạng là mỗi tháng tái khám đây. Chú thì đến với cô, lúc đó là chú cũng đã là đổ vỡ rồi và cũng có rất nhiều đứa con. Trong khi cô thì không có. Khi mà cô quyết định lấy chú thì có bao giờ cô thấy rằng là cô Giao Linh cô bị thiệt thòi không chú? Trong về vấn đề vợ chồng, nếu mà nói thiệt thòi hay không thiệt thòi đó thì phải là do ăn thua mình đổi lại nhau. Dạ. Mà cái quan trọng nhất đó là mình phải quý trọng nhau. Có nhiều khi những cái chuyện rất ư nhỏ nhặt mà nó thành ra nó lớn chuyện. Mà nhiều khi cái chuyện lớn mà người ta có thể giải quyết rất là ok. Chú muốn rằng một ngày nào đó thật là xa, thiệt là già nữa, hai người lũ khủ mà dẫn nhau đi, đó là quá đẹp. Đã. Mình rất mong được cái đó về sau. Sẽ được đó. Con tin là sẽ được. Rất mong cái chuyện đó. Con nghe con rất là xúc động với câu chuyện quá đẹp của chú. Đó, nhưng mà nói gì nói cũng chỉ là hai ông bà coi như là tương trợ với nhau. Rồi ăn cơm thì cũng chỉ có hai ông bà. Nó thì có bao giờ chú cảm thấy nó hơi buồn, nó hơi chạnh lòng với một cái không gian như thế này, một không gian lớn như thế này mà chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi đó. Và hiện tại thì sức khỏe lại không phải là tốt nhất nữa. Cái đó là mình phải chấp nhận sự thật. Dạ. Có người ta trẻ rồi lớn lên rồi già rồi sẽ chết, thì mình phải tính cái điều đó. Khi mình tính điều đó thì mình thấy không có phiền gì cả. Như cô với chú bây giờ đó là mình đã chấp nhận vậy. Thứ nhất là cái tuổi của mình đã kêu bằng nó
nó quá đát rồi, nó cơ thể nó kêu bằng là lên tới ngọn rồi, yeah. Thích rồi, là mình đừng có đòi hỏi gì quá đáng, yeah. Nữa, mình chấp nhận và mình hạnh phúc, mình chấp nhận mình happy, mình sung sướng những gì mình đang có. Như vậy là cô chú là coi như dù như thế nào thì là tất cả mọi thứ là chấp nhận hết. Và mỗi một ngày cũng như là đơm hoa kết trái, miễn sao cho nó thật đẹp. Một ngày trôi qua nó thật đẹp và thật có ý nghĩa. Đó, đúng là như vậy. Cô, hồi đó lúc mà cô bắt đầu cô đi hát á, là gia đình có ủng hộ không cô? Thật mà nói đó, thì là cô cũng nói rõ là ba cô là người Bắc. Dạ. Mà ba cô vô Nam năm 12 tuổi. Thành ra có cái đời sống ảnh hưởng người miền Nam. Dạ. Nhưng mà rất là cổ hủ, sướng ca vô loài không cho. Nhưng mà má cô là cái người dẫn cô đi dẫn đi học nhạc, học cổ nhạc thì cho học cổ nhạc, học tân nhạc để má lo cho con, đừng thèm nói gì tới ổng. Là nói cho ngay, cô mà có được một cái đời sống mà yêu văn nghệ mà được thỏa mãn như vậy đó là 80% là nhờ mẹ. Như nhà cô là có đông anh chị em không cô? Đông lắm con, má cô đẻ 10 người, một hơi 10 người con tính. Dạ. Bây giờ làm sao mình nghĩ hai đứa con là mình đã lo không nổi. Dạ đúng rồi. Mà má cô là sanh 10 người con, mình thương gia đình quá sức. Con biết á, cô hy sinh luôn cả cái thanh xuân của mình. Dạ đúng rồi, con thấy điều đó. Thành ra không muốn lấy chồng để gì, có con có cái là phải lo. Thành ra bây giờ thôi mình tập trung, mình lo cho em mình ăn học thành tài. Khi mà cô gặp chú, cô cũng trình bày cái nỗi niềm của cô, là cô rất là thương gia đình chú, nói chú biết cái điều đó. Thành ra em chỉ mong anh là khi mình gắn kết với nhau, mình đi đến với nhau, cho em tự do lo cho gia đình em. Ngược lại cá nhân em, anh cũng tự do lo cho gia đình anh. Em không bao giờ có ý kiến, tại vì mình đâu phải dưới đất lên, chui lên đâu, phải do cha do mẹ, có cha có mẹ mới có ta. Vậy cái ngày đầu tiên khi mà cô chính thức làm vợ của chú á, nó có giống như là cô suy nghĩ và cô hình dung hay không? Cô nói cho với con nghe, cô với chú hai đứa đi Lake Tahoe chơi, tên đó đó, mà cái chỗ đó nó giống như Las Vegas, nó cùng một tiểu bang chung luôn. Chỗ đó đó mà con vô đó, con có quyền ký ông thú, vô ký có ông chánh án mà ký 15 phút sau không nào không ưng hả, không bằng lòng hả, mai đi ra ly dị. Đó là Las Vegas nha con. Cái tự dưng chú nói chứ em bây giờ anh muốn đưa em tới chỗ này nè. Đi đâu vậy anh? Tới cái chỗ này nè, cái đưa cô tới, cái mời cái mình trả tiền của con, trả hình như 180 đô 200 gì cô quên rồi, làm thú. Chú nói ký vô đi, ký vô đây đi, thì em là vợ chính thức của anh, còn không ký á thì em là một trong 4 người bồ của anh. Cái cô suy nghĩ hoài, cô đứng cô chần chờ cũng mấy giây á, cô suy nghĩ cô chờ ông này cho ông làm khó mình thiệt á. Cái cô nghĩ rằng bây giờ đó lấy chồng đi chứ ở thì làm gì nữa. Cô cũng nghĩ vậy. Ok em ký. Vậy có hai cô hai thư ký làm chứng thôi, cô không có một người bạn kế bên nữa. Trời ơi, có hai đứa à. Chú giống như là đánh úp cô vậy. Cái xong rồi, cái từ cái phút đó đó con, từ cái phút mà cô ký với cái cô đi với chú, cái đi ra về, cái cô ít nói lắm, cô trầm ngâm, cô ngó một nơi, cái chú mới thấy vậy. Chú nói sao vậy cưng, sao vậy, bây giờ là mình là vợ chồng rồi chính thức đó nha. Cái cô mới quay là cô nói chú, anh hay thiệt. Cái ông hỏi sao vậy, tại vì đó anh mà kêu em ký con thú đó là một cái điều mà không tưởng được, tại vì cô nghĩ là cô không làm được, nhưng mà hôm nay anh làm được cái điều đó. Bây giờ là mình là của nhau rồi, thì cái cách cư xử của cô cũng khác với chú. Từ cái ngày mà cô ký cái con thú, nói cô nói chuyện sao? Mỗi lần cô sẵn giọng với chú lắm đó con, ví dụ vậy đó, gặp gì không bằng lòng mà nói liền. Từ cái lúc đó làm như nó có một cái gì trong tinh thần mình đó, sợi dây vô mình vậy đó, nó làm cho mình tự nhiên chết rồi, bây giờ mình có chồng ở nhà, chết rồi bây giờ mình có chồng ở nhà. Mình nghĩ cũng vậy đó. Thành ra rồi khi mà cô đi về với chú sống rồi đó, thì chú lần lượt mới cho mấy đứa con qua gặp cô. Với cái kinh nghiệm mà sống với lại con chồng gần 20 năm nay, thì cô nhận ra một điều đó, thật ra không khó. Bởi vì đó, trong lòng mình đó, cô luôn nghĩ cái sự vị tha nó đến,
cái gì cũng có thể bỏ qua được, cái gì cũng ai cũng muốn ok hết, thì là không bao giờ có cái chuyện mà một đứa trẻ mà xài câu là hỗn hào với mình.